Vascular Surgery and Vent Center, Stone Mountain Skin Health Center, The Azuma Group. Vẻ đẹp vĩnh hằng, đó là điều mơ ước của quý vị và cũng là thương hiệu của chúng tôi với những dòng sản phẩm mới, đặc chế dành cho làn da của người Á Đông. Forever Billmore luôn tìm kiếm và liên kết với các hãng mỹ phẩm danh tiếng để cho ra những dòng sản phẩm thích hợp cho từng loại da như kem yến, kem nhân sâm, kem linh chi đông trùng hạ thảo, kem trộn vàng, cùng các loại thực phẩm chức năng nuôi dưỡng làn da như nước uống collagen hay Miracle Capsule, cùng hàng trăm sản phẩm đã sẵn sàng để phục hồi tuổi thanh xuân của quý vị. Quý vị chị em phụ nữ muốn có một bộ áo đầm cưới, một bộ áo dạ hội hay một bộ áo dài sang trọng, quý phái và tinh tế, xin hãy tìm đến Thái Nguyễn Couture. Nhà thiết kế Thái Nguyễn đã thiết kế những trang phục lộng lẫy và đẹp mắt cho các tài tử Hollywood và các ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga, sẽ tận tay thiết kế những bộ trang phục có 102 cho quý vị với những mẫu mã hợp theo sở thích từng người, từng vóc dáng và từng cá tính, với toàn bộ chất liệu sang trọng và cao cấp. Thái Nguyễn Couture, tọa lạc bên góc đường Magnolia và Warner ở Huntington Beach, California. Số điện thoại 714-766-4370 hoặc vào website www.thainguyencollection.com để xem những mẫu mã và thông tin mới nhất của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Ừ. You don't know what happened. Chuyện gì? My show. Show hai Houston ngày nữa, show Houston. Một tay. Vì sao? Chị Lan cancel because she has to what go. Happened? She has to go to the hospital. She phải đi mổ. Oh no, what happened? She không biết tại sao mà emergency thì bác sĩ bữa nay sẽ đi khám thì bác sĩ nói là phải đi mổ right away. Like ngày mai đi mổ. Cho nên là bây giờ mình còn có một ngày à, nhưng mà ý Lan là special guest của cái show của Thái Houston. Như có biết ca sĩ nào, bây giờ My gọi hết, My cũng không có biết là ca sĩ nào. Để check lịch cái. Oh, nếu muốn cho lạ đó, bây giờ thấy muốn mời Hoàng Nhung không? Sau mấy tháng V-Star kết đây mấy bữa đó. Ok, được á. Chị đang tập trong đây nè. Uh-huh. Với Thính Phòng. Chị làm một cặp V-Star được không? Hoàng Nhung với Thiên Tôn. Ok, dạ. Thì bây giờ phải. Để đang tập với ban nhạc nè. Ok. Bây giờ mình qua mình nói chuyện liền đi. Hai Tôn, Nhung. Hai Thái. Thank you so much giờ chót để đồng ý giúp cho Thái nha. Tại vì cái show này nó là emergency nhưng mà không có biết ai để mà thấy cái dòng nhạc của chị Lan được. Một cái điều mà phải nói là mình không có nghĩ là nó xảy ra nhưng mà phải chịu thôi, sức khỏe là trên hết, phải không? Thì book cái máy bay chưa? Mới vừa book xong mới. Tụi em cũng run chứ không biết là có vé hay không nữa, thì tụi em book là book đi sáng sớm ngày mai đó. Ok, đi đúng giờ nha, đừng trễ. Ok. Bây giờ Thái phải bay qua Houston trước. Ok mai gặp. Thank you.
event? Well, thank you. I'm very excited again to see the rest of Time Wings collection, and I look forward to another successful night of Gamma's Hearts. Yeah, so I'm very glad that Time Wing Couture is working with BPSOS for his collection. I think it's a great way to not only showcase his talent, but also give back to the community. My mother was not a boat person, didn't go by boat over here, but my grandmother did, and sometimes the story she tells me, it amazes me how many of us have gone that far, and yet we are so successful here today in America. Wow, trước tiên hết xin cảm ơn hết tất cả quý anh chị và các bạn trong ban tổ chức đã chọn vũ trường Baby là nơi để tổ chức cái đêm gây quỹ ngày hôm nay. Liam cùng Michelle cũng giống như là đại gia đình Baby Club rất là vui và cũng là rất là hạnh diện khi thấy giới trẻ như là Thái Nguyễn đã đi vào con đường dấn thân phục vụ cộng đồng để mà give back. Cũng giống như là hội Boat People SOS đã từng đóng góp và giúp cho người Việt của mình trên đường vượt biển đã đóng góp rất nhiều, đã giúp cho người Việt mình rất nhiều. Thì đó là một cái niềm hãnh diện chung cho cộng đồng Việt Nam mình nói chung và cho riêng bản thân của Liêm và gia đình Liêm là nói riêng. Thì còn rất là sớm, nhưng mà cũng đã thấy cái lượng khách đi Gavo là đã rất là đông rồi. Thì Liêm xin cầu chúc là show ngày hôm nay được thuận lợi, đông khách và sẽ gây được tiếng vang. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý anh chị trong ban tổ chức đã chọn vũ trường Baby là nơi để tổ chức những cái đêm tầm vóc như thế này. Thái là đã hợp tác với BPSOS nhằm mục đích là giúp cho chương trình phúc lợi thiện nguyện đó, thành ra chúng tôi rất là ái mộ về cái vấn đề mà Thái tuy nhẹ tuổi nhưng mà làm việc rất là năng động và giúp đỡ cho cộng đồng của mình đó. Thì chúng tôi ở đây để mà cùng nhau hợp tác với Thái để mà làm cái gì mà đẹp cho đời, đẹp cho người, để phục vụ cho quý đồng hương thấy cái điều mà Thái nhỏ tuổi nhưng mà có cái tài năng để mà đưa ra cho quý đồng hương được biết và enjoy trong cái vấn đề mà Hy làm việc rất là nhiệt tình đó.